Thực hiện mục tiêu trồng 3.490 hectare rừng trở lên, ngay từ đầu năm, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các xã thị trấn, các đơn vị chủ động ra quân trồng rừng ngay từ vụ xuân. Nên đến thời điểm này, huyện đã trồng mới 1.155 hectare rừng các loại, đạt 33% kế hoạch. Trong đó, rừng trồng tập trung 376 hectare, rừng trồng phân tán gần 779 hectare, với các loại cây trồng chủ yếu là quế, bồ đề, keo. Với sự chuẩn bị về cây giống, đất trồng rừng cùng điều kiện thời tiết thuận lợi, nên hầu hết các diện tích cây rừng mới trồng đều sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt 95% trở lên. Với mục tiêu trồng 3.490 ha rừng trở lên, hạt kiểm lâm Văn Chấn đang phối hợp với các xã thị trấn rà soát quy hoạch đất lâm nghiệp, vận động nhân dân chuẩn bị đất để trồng rừng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng trước mùa khô năm nay. Bên cạnh việc triển khai kế hoạch trồng rừng, huyện Văn Chấn triển khai trồng 6 ha mắc ca tại các xã vùng thượng huyện và triển khai đề án trồng măng sạt và trồng mắc ca tại các xã vùng cao.